Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì bên bản Trung Quốc vừa chính thức ra mắt cái bản 0.9, thì hôm nay mình cũng sẽ vừa download xong rồi. Mình sẽ làm video ở cái bản 0.9 cho mọi người xem nha. Cái hay nhất ở bản này là có súng mới nhá. Mình sẽ đi tìm khẩu QBU cho các bạn xem. Ở trên này có một thằng này, kìa kìa, đang ngồi cam này. Vãi cả đang ngồi cam này. Vãi thật máu của mình kìa. Còn tí tị luôn. Súng mới QBU. QBU là một súng bắn tỉa, nhưng mà chúng ta nó thuộc dạng lắp phụ kiện, không phải lắp phụ kiện của sniper các bạn ạ, nó lắp phụ kiện của súng AR nhá. Nó lắp nòng với lại băng đạn của súng AR hết luôn. Tay cầm thì không có, chỉ có nòng và băng đạn thôi. Mình sẽ cố đi tìm. Nói chung là nó cũng khẩu súng này không hiếm cho lắm, nó cũng khá là nhiều ở cái map săn hốc này, nó chỉ xuất hiện cái súng QBU ở map săn hốc này thôi. À, đây đây. Có một khẩu QBU này các bạn này. Đó, vừa nói xong có luôn, rất hên. QBU, QBZ, hai súng mới đều là QB cả. Cái nòng chay của cái QBU này nó như kiểu là cái nòng của Groza ấy, nhìn rất là buồn cười. Không có cốp thì bắn rất là khó. Còn tiếng chân này. Hình như nó đang trên tầng 2 ấy. Bắn rồi. Á chà. Vãi cả thanh niên giáp 3. Thanh niên giáp 3 các bạn ạ. Nhưng mà bị mình bắn ăn rồi. QBU này thì chúng ta lắp sai lần của AR và bắn cực phê luôn. Tại vì nó thay cho mini ở cái map này mà. Đối với khẩu QBU này bắn các bạn nháy càng nhanh thì nháy càng nhanh thì đạn ra càng nhanh ạ. Đang chạy bo à. Bạn thấy chưa? Cái khẩu này nó bắn rất là gắt luôn. Và nó có một cái hay của cái khẩu này là khi mà các bạn đứng ấy, bắn sẽ rất là giật. Các bạn chỉ cần nằm xuống nhá. Nằm xuống là nó sẽ có hai cái chân chống thì nó chống xuống đất luôn. Khi nào các bạn nằm thì nó sẽ chống xuống. Nó sẽ giúp chúng ta đỡ bị giật hơn rất là nhiều. Đó là cái hay của cái QBU này. À chà, chùn bắn ai đấy. QBU này thì hai cái chân lúc các bạn nằm nhá, khi các bạn nằm nó mới chống hai cái chân ra. Còn khi các bạn đứng thì hai cái chân nó sẽ duỗi thẳng về phía trước. Đó các bạn thấy chưa? Ok, còn về cái xe rồi, để mình sẽ bật cái góc nhìn thứ nhất khi chúng ta đang chơi ở góc nhìn thứ ba nhá. Đó, đó là cái mục này. Các bạn lái xe cũng được lái xe ở góc nhìn thứ nhất rồi. Đó, bạn chờ đợi bao nhiêu lâu thì bây giờ đã có ở đây. Cực kỳ phê luôn. Đây, chú đang ngồi bên cạnh. Ok. Như các bạn thấy thì lái xe rất là ngáo, cứ giật 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 vậy. Được cái hay là nếu mà lái xe máy cơ với phê các bạn ạ. Những cái lần lộn với quay các kiểu là nó sẽ nhìn được góc nhìn thứ nhất đây này, nhìn rất là phê. Ok, bọn mình sẽ đi lấy thính đi. Lâu ngày rồi cũng không làm video ở map săn hốc này. Các bạn lưu ý nha, QBZ và QBU. Nó chỉ xuất hiện ở cái map săn hốc này thôi nha, không có ở map khác đâu. Mà mình không chắc cái QBU này nó có ở map khác hay không. Nhưng mà hiện tại thì ở map săn hốc thì cái QBZ chỉ có ở map săn hốc thôi. Còn QBU thì mình cũng chưa biết nữa. Mình cũng thấy hôm trước thầy có thông báo là như thế. Bạn thấy chưa? Lái góc nhìn này nhìn rất chi là đẳng cấp luôn. PUBG của chúng ta thuộc dạng game là sinh tồn, bắn súng và game đua xe, game đua thuyền luôn, game bơi lội các kiểu thành một game. Thính đây rồi. Trời. Lui 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 lui. Đúng rồi. Vai Silent M249 mà lại cho thêm cái Silent. Cũng được. Silent lắp vào cho khẩu QBU này. QBU này bắn đạn 5,56 nha các bạn, đạn xanh. Nó là lai giữa cái dòng mà kiểu vừa AR vừa sniper, nhưng mà thực chất nó là thuộc súng
Mình cũng chả biết là súng nó chắc là thuộc dạng súng sniper rồi các bạn, tại vì nó không sấy được mà. Sniper nhưng mà lắp hết cái phụ kiện của AR được. Cũng khá là hay. Thính nha. Cam thính luôn. Kìa, có thằng chạy ra lấy thính kìa. Vãi thật, đang gật. Nhưng bạn thấy thì mũ 1 thì chúng ta chỉ cần một viên vào đầu là cũng chết rồi. Hình ghê nhỉ. Súng này nó khá là khỏe luôn. Có Silent thì một viên vào đầu là chết mũ 1 nha. Mũ 2 thì hai viên như kiểu SLR ấy các bạn. Nó mạnh kiểu ngang như thế luôn ấy. Cực kỳ ghê. Cái map này chơi rất là khó. Các bạn phản án đây cũng cực kỳ khó luôn. Lại tiếp tục có thính này. Kìa, trên đồi đã bắn nhau rồi kìa. Hiện tại trên tay mình đang có khẩu 29 và khẩu QBU. Hai khẩu này thì mắc bá đạo rồi. Tự tin cân tim full K3. Ok, vẫn còn 17 người nữa trong cái khu vực khá là bé. Cái chỗ này, à cái chỗ hôm trước mà mình xịt top 1 đây, top 2 đây. Hôm mình up video đấy. Một viên, hai viên. Uầy, các bạn thấy ghê chưa? Đừng có đùa với cái QBU này nha. Mũ 2, 2 viên vào đầu đó. Rất là kinh dị. Không khác gì SLR vậy. Nhưng mà được cái là nó giật bắn dễ hơn rất là nhiều so với SLR. Kìa, trước mặt mình đang bắn này. Không biết bắn cái gì. Uầy. Uầy, uầy, uầy. Uầy, Summer. Tại sao bạn lại chết? Phải thật. Ông chủ đồng giết trước mình luôn. Ghê đấy, ghê đấy. Xác này. Có mỗi cái tính thôi mà xác phải gọi là nhiều vãi ta. Vẫn còn 14 người nữa. Cố gắng lên, cố gắng lên. À, Chun đang bắn này, gắt chưa? Không biết bắn ai vậy. Có cái xe này. Hai ông đều có hai cái Silent các bạn ạ, bắn rất là phê. Quebu này có Silent bắn bao phê. Chết cả tầm gần thì cũng quá là đã hơn mini rất là nhiều nên là mới thay khẩu này một mini ở map này. Tiếp tục lại là M249. Khẩu súng sấy xe của mình, AM à? Thôi không thèm bắn AM. Nói không với AM ở trận này mình chỉ bắn QBU thôi. Nếu bạn nào mà muốn dùng súng này mà kiểu chơi gần ấy thì các bạn nên lắp cho nó cái cốp 2. Cốp 2 là ok nhất. Sấy kiểu gần nhau cách trong vòng 10m thì khá là ok. Gặp địch là zoom lên đè đầu cứ nhấn liên tục cái nút bắn bên tay trái là kiểu gì cũng chết. Nếu các bạn bắn trúng vào đầu thì xác suất các bạn giết kẻ địch sẽ cao hơn. Nếu bạn không bắn trúng vào đầu thì họ sẽ sấy bạn nát giáp và bạn sẽ lên bảng thôi. Nó là như thế đấy. Quy luật sinh tồn mà. Trời ơi, nó bắn nhau hết rồi kìa. Còn có 8 thằng thôi. Trời ơi, một bố cầm QBZ giết mất 2 thằng nữa rồi. Nói chung là bữa nay lên rank cao đánh toàn bọn tay to. Đánh ghê lắm các bạn ạ. Không kiểu đánh 15-20 kill như ngày xưa đâu. Đánh khó vãi, hơi sơ suất là chết ngay. Đây, hai khẩu súng của mình đều có hai cái càng chân kìa. Các bạn lưu ý nhá, cái M249 cũng thế. Khi mà nằm xuống nó sẽ có hai cái chống chân. Ngày hôm nay mình có hẳn hai khẩu súng có hai cái chân chống luôn. Uầy, Chun đi xa thế. Mình nghi cho ông Chun lắm nha các bạn ạ. Cứ chạy chạy một mình là kiểu gì cũng nốc. Thề. Kiểu gì cũng nốc cho mình xem. Mình thì không biết thế nào nhưng mà đôi khi cũng nốc khá là nhiều. Địch khắp ở mọi nơi. Có cái xe ở trên đồi, trên đây. Chả lẽ không có thằng nào à? Chắc là bọn nó nằm bò đi đâu rồi các bạn ạ. What the fuck? Nó nằm ngay sau lưng mình luôn các bạn ạ. Kinh dị vãi.
Nó không thèm bắn, thấy hai thằng mình thì không không dám bắn các bạn, nó bắn là nó sẽ sợ bị lộ và sẽ bị chun gà giò luôn. Con đấy. Con đấy. Đây, vẫn còn 6 người nữa. Rất gắt, trừ hai người team mình còn 4 người. 4 người thôi các bạn ạ. 4 người cả là vấn đề đấy. Bắn rồi. Trời ơi, QBU, QBZ. Hay lắm chun. Nóc vẫn còn một thằng nữa. Mình chưa kịp bắn, chun đã giết luôn rồi. Vẫn là chỉ còn có 3 người thôi các bạn ơi. Cố lên. Kìa. Một con mồi lạc đàn. Kinh dị không các bạn, thấy kinh dị không? Súng máy có khác. Xây nhẹ. Xây cái nhẹ là chết rồi. Bên này có tiếng súng này. Chúng nó nằm ở đây thì khá là có lợi, bởi vì nó có cái dốc xuống mà. Lắm cây nữa, lắm cỏ nữa. Ở san hốc thì nằm ở cỏ chắc là cả... Ui dồi ôi. Lại là chun. Anh ấy đã Không phải là nốc nữa rồi. Đã bị gạt giò rồi. Chỉ còn có 2 người thôi. Vâng, 2 người nữa. 2 người nữa thì cả là một cuộc chiến phải gọi cân não. Các bạn cứ từ từ, mình phun cây mà. Mình phun cây mà, nhưng mà chỉ cần sai lầm nhỏ là chúng ta có thể chết rồi. Ví dụ bây giờ nó có thể đang nằm phía sau đồi, sau lưng mình. Nó đứng nó sấy mình thì mình cũng chịu thôi. Đôi khi cái top 1 đến với mình nó khá là dễ, mà đôi khi cũng chả hiểu sao mình mất top 1. Đen thôi, chơi game này đôi khi có một phần hên xui các bạn ạ. Tại vì như các bạn thấy, tự nhiên nó nằm ngay sau nó bắn phát chết. Mất top 1 easy. À, bom đến. Ủa ơi, nó ngay sau lưng mình. Vãi thật, là bắn ngay sau lưng mình mà lại trước mặt mình có tiếng súng. Cứ cấu vậy. Ui dồi ôi. Thằng này nó nằm kỹ vãi các bạn ạ. Ngay sau lưng mình luôn. Pha đấy này ném bom xong mà nó không kịp bắn mình. Mình đứng ngay sau viên đá không bắn. Nói chung là mình vẫn còn hên. Cho mày quả bom chơi vậy. Mày ném tao à? Đúng rồi. Lộ diện đi. Lộ diện đi thanh niên. Một bạn top 1, hai mình top 1. Có thế thôi mà easy. Việt Nam Trung Quốc căng não. Nào come on. À, ồ vãi các bạn ạ. Nó có bộ khỉ đột. Nó như kiểu thằng tàn hình ấy. Nó vừa đứng lên xong nó nằm xuống rồi kìa. Vãi thật. Cái bộ đấy thì đúng là cạn mẹ nó lời luôn. À, áo. Số mình vẫn đang còn đỏ các bạn ạ. Đang còn đỏ. Chưa chết. Bắn như thế mà không trúng vào nó thì mình cũng cạn lời rồi. Nó lẩn ghê quá. Như bình thường ở map kia là... Chết nó sang. Nó quá. Nó cầm QBU các bạn ạ. QBU này, súng sấy của mày đâu. Ok, cuối cùng thì mình cũng đã làm xong cái video để review cái bản 0.9 và cái súng QBU. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nhá. Nếu thấy video hay thì đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình. Tạm biệt mọi người.